Chào anh em nha. Hôm nay thì rảnh rỗi, hàng hóa thì không có bán cho nên là đi làm phước nha mọi người. Đi qua nhà của chú Bảy để trao tiền cho chú Bảy mua dược liệu làm thuốc để cấp miễn phí cho bà con nghèo không may có nhiều căn bệnh như là tiểu đường nè mọi người. Rồi đau nhức xương khớp hoặc là sỏi thận. Uống thuốc này thì tin tưởng mới hết mọi người, còn không tin tưởng thì anh em lấy mua về, không phải nhận về rồi bữa uống bữa không, hoặc là nhận về rồi bỏ đó thì cũng sẽ không có kết quả đâu mọi người. Mình không nhận thì thôi, đã nhận thì phải phải uống uống cho nó đúng liều lượng, tin tưởng rồi gian giấy Phật trời, mong Phật trời phù hộ thì mới hết được nha. Hiện tại thì mình đang qua phà, qua phà thì cách một con sông từ nhà mình chạy lên tới phà này khoảng 10 cây số. 10 cây số thì qua phà này chạy một đoạn tí nữa là sẽ tới nhà chú Bảy nha mọi người. Đang qua phà sông thì cũng khá là lớn nha, anh em cũng thấy rồi đó, trên sông thì khá là lớn luôn. Thì anh em cũng biết rồi đó, thuốc thì làm rất là cực khổ luôn, khi mà mua dược liệu tốn cũng khá là nhiều tiền, không có ít tiền đâu nha. Mua lừ ư rồi mua rau mèo các thứ, rồi chuối hột là nhờ có người ta đi tìm cho chú hột rừng á, chứ không mua nữa thì tốn tiền dữ lắm nha. Tốn tiền là một chuyện, công nó còn nhiều hơn nữa. Hai vợ chồng chú Bảy thì cũng đã lớn tuổi rồi, cũng tầm 60 tuổi mà chỉ có hai người làm thôi. Chú Bảy thì không lấy đường nữa, không có thấy đường mọi người, bị bệnh mất mắt á, thì cũng lâu lắm. Thì hiện tại thì đang đến nhà chú Bảy rồi nè, thì mình đi vào trò chuyện với chú Bảy một tí rồi sẽ trao tiền để cho chú Bảy mua dược liệu. Chú Bảy đã đi mua lừ ư rồi mọi người. Chào anh em nha. Hôm nay thì chú Bảy ông báo là hết lừ ư rồi, nên là đến đây để gửi tiền chú Bảy đi mua lừ ư. Bây giờ lừ ư mình hết rồi, mua mua chưa chú Bảy? Hôm đó này thì mình mua rồi đó, mua 60 kg. Đợt này mình mua cái giá là 25.000 ký, 250, 250, 250 ngàn ký, 250 ngàn ký, là mua 60 ký, mua 60 ký là mười mười mấy, 12 triệu, 15 triệu 15 triệu, tổng cộng là 15 triệu, 15 triệu mà trả cho người ta bây giờ hết 11 triệu 500 rồi, là còn nợ lại ha. Còn nợ lại là 3 triệu rưỡi. Rồi vận động anh em đóng góp rồi sao chú Bảy? Thì hôm trước cái cô ở Đồng Nai đó cũng nhận thuốc rồi đó, về về ngoại cấp cho bà con đó thì có giúp cho còn 5 triệu. Rồi ông giáo nhẹ dưới cồn nó không tiếp hết 500. Dạ. Với thằng cháu ngoài hè này hết 1 triệu. Rồi thằng Út Dứt tiếp được 1 triệu, với cái cô nào đó làm bệnh đó rồi cũng tiếp được 200. Dạ. Trên kia hai cô trên trển, cô Trâm với lại cô Lùng với cô Liễu, hai cô đó cô Trâm với cô 300 là 400. Như là dồn lại cũng đâu được nhiều hả chú Bảy? Dồn lại thì 5 triệu với 6 triệu, 7 triệu, 7 triệu rưỡi như 8 triệu. Rồi Dạ. lấy tiền dầu bù vô. Tiền dầu Tiền dầu đây, dầu diêm son dầu diêm á. son đó. Dạ. Rồi cũng làm tới lui lấy cái giữ cái vốn lại đó, rồi bây giờ rút cái vốn nó ra đưa cho người ta luôn. Dạ. Ví dụ là mình không có xin rộng rãi ha, không Tại có vì vận động rộng rãi không nên không có là vận thiếu động. tiền. Cái này bởi vì chuyến này đó nó gần với cái tháng 10 quá, hôm tháng 10 mình vận động đi cứu trợ rồi. Dạ. Rồi bây giờ cái việc làm thuốc đó mình vận động nữa thì thấy bà con cũng mệt. Dạ. Thành ra thôi giờ kể có nhiêu làm nhiêu. Thì vừa qua đó mình cũng gom góp hết thì cũng tổng vụ là trả chảnh được 11 triệu 500 rồi. Dạ. Mà thuốc bây giờ mình làm nhiều không chú Bảy, rồi mình cho đi đâu mà mau hết không chú Bảy? Bây giờ thì kể không nổi rồi, bởi vì thuốc á, Dạ. nó đi càng ngày nó càng xa. Dạ. Thì bây giờ ở trong một lần ở trong An Giang mình, Kiên Giang rồi Đồng Tháp rồi Cần Thơ, Vĩnh Long rồi đây thôi, còn như bây giờ nó đi ra Bình Dương, thành phố, ra Đồng Nai rồi miền Trung rồi ra tới Hà Nội luôn. Dạ.
là mấy cái đó là có người gửi đi thì con đó, thì khách hàng người ta mua thì con gửi đi là con biết rồi, còn mấy cái đó là mấy cái người mạnh thường quân mà người ta chở thuốc lại đây đó. Dạ. Khi người ta chở lại đây cho mình thuốc thì với mấy cái người kiếm chuối rồi đó. Dạ, chuối hột quá ha, chuối hột gừng. Bắt đầu cái người ta mới thỉnh về, thỉnh về cái người ta mới gửi cho xui gia, cho anh em, cho dòng họ người ta đó. Dạ. Rồi uống cái chịu, rồi cái bắt đầu cứ đồn ra thì cứ ngày ngày người ta lại người ta lấy càng nhiều. Giờ làm quá nhiều, làm lần cỡ tấn thuốc không? Thì bây giờ là nói chung cái một đợt của mình làm đó như một ngày thì mình ngày nay đó thì mình cũng làm như hai dạ đủ thôi à. Dạ. Rồi hai ngày sau cái nó khô cái bắt đầu mình làm hai dạ nữa mà cứ nối hoài làm không kịp. Nói vậy đó. Có hai ông bà làm mà là làm tối ngày luôn, không ở không luôn. Thì phơ làm ra rồi phơ, phơ rồi thì dán nhãn, dán vô chai rồi dán nhãn. Dạ. Đó rồi cái sản phẩm mà đem về đây mà chưa khô thì mình phơ nữa. Đó thì cứ tiếp tục mình để làm để mà phục vụ cho bà con vậy đó. Dạ. Thì bây giờ nói chung là nói cái vấn đề tiền mua lừ ư rồi còn chuối mình kiếm đó. Dạ. Rồi còn cái vấn đề chai cũng có lắm khi mạnh thường quân tiếp. Bây giờ mình qua chai rồi, không còn bịch như xưa. Thì hôm trước nay đó là từ kể như là giáp năm rồi đó. Là mình làm nữa là cũng như hết, đã hết 20.000 cái chai rồi. Quá dữ. Mà mỗi một cái chai như vậy đó là mình tính ra cái lượng thuốc đựng trong đó là được 100g. Dạ, mà 20.000 chai. Mà 20.000 cái chai rồi đó. Rồi bây giờ tiếp tục nối theo là nó mới cho 6.000 cái chai nữa. Rồi thằng kia cho 2.000 chai nữa là 8.000 cái chai nữa đó. Thì mình tiếp tục nối theo. Thì bây giờ cái lượng thuốc nó đang càng ngày nó càng mạnh vậy đó. Ý là mới chi phí mua lừ ư thôi mà mười mấy triệu rồi, mấy chi phí khác là bà con đóng góp thêm nữa chứ, mà tất cả các cái mà mua là chịu không nổi. Thì nếu mà nói mua chuối đó hơn là dạ. Chuối là mình mua không nổi, là chuối giờ hiện nay trên nước cấm bán là 100.000 ký. Dạ. Mà mỗi một lần của mình đi xây vậy là mấy trăm ký. Mình ra, bây giờ bà con mà xin là thuốc nào mạnh nhất chú vậy? Thì bây giờ đó hiện nay đó nói về cái sỏi thận thì nó bền. Dạ. Nhưng mà nó không có bằng cái thuốc nhất. Đau nhức xương khớp á. Đau nhức xương khớp bây giờ nó mạnh lắm. Dạ. Còn cái lừ ư với lại để làm cái bài thuốc sỏi thận á, với lại cái bài thuốc bên cũng đau với xương khớp nhưng mình để trong đó một phần ít thôi. Dạ. Là nó có hai bài thuốc để về lừ thôi, còn nhiêu thì bài thuốc kia bây giờ nó đang hình thành mạnh dữ dội lắm mà không có để lừ vô. Nhưng bài thuốc đó là hiện nay đó là có thể nói là mới chừng khoảng 3 tháng nay thôi là trên 1 tấn rồi. Cái lượng làm của mình trên tấn thuốc. Mà làm là các nguyên liệu như là lừ ư rồi là mình phải tán ra chứ vậy? Tán. Cái đó lừ ư chú hộn đồ mình phải tán nhiễm ra. Dạ. Thì nói chung bây giờ nó được có cái nữa. Hồi đó đó mình làm nhà đó, cái máy nhà của mình, cái máy năm ngựa đó mình tán một lần tán như vậy đó thì nó có 20 ký thuốc à. Dạ. 20 ký thuốc đó rồi mình làm một ngày rồi mình phơi, chừng nào cho hết mình mới làm nữa. Còn bây giờ thì nó nhờ mạnh có một cái là được đưa qua bên Phú Lâm á. Dạ. Thì nhờ cái máy bển xây á, vậy là mình đi nhờ xây giùm đó là một ngày một chuyến xây của mình đó là nó khoảng 200 mấy 300 ký. Thì xây rồi về làm hết cái khoảng 200 mấy 300 ký đó thì xây cái khác. Dạ. Thì cứ tiếp tục làm mà đó. Nhờ có máy móc làm nó mới được số lượng nha chú bảy. Nhờ bên kia ta tiếp mình. Dạ. Cái số lượng nó mới lớn. Lừ ư đâu phải mua lừ ư không, còn mấy cái vị khác nữa phải chú bảy. Cái mấy cái vị khác thì mình mua ít. Chỉ có cái lừ ư là mình mua nhiều. Là nó tốn tiền nhiều nó thôi. Tốn tiền nhiều. Cũng như nó thì 250-300 ngàn ký nhưng mà mình phải mua một lần mua từ 50 ký trở lên. Dạ. Còn cái thằng như xiên khung, hà thủ ô, hậu phát, mấy cái thứ này thì nó ngay mình mua nhỏ giọt. Mua nhỏ giọt là có nghĩa là mua một lần 2-3 ký, 3-4 ký thôi chứ không có mua nhiều được. Bởi vì nó như thí dụ 2 ký xiên khung thì nó cũng 400 ngàn, rồi 2 ký hà thủ ô giờ cũng 400 mấy. Thì mình cầm chịu rồi mình đi mua được 4 ký này về làm đơn cử. Dạ.
À, ổng có ông anh đó, ông anh ổng ông khách ổng ổng xin thuốc tiểu đường. Ổng nói là bình thường uống thuốc thuốc tây không là là đường nó không có hạ, nhưng mà ổng uống kèm như cái này là nó hạ. Ổng xin con gửi hai chai á, uống thấy im. Rồi ổng nói xin số chú Bảy để ổng điện ổng mua, mà ổng nói là thuốc này cấp miễn phí là đâu có bán đâu mà mua. Ổng nói xin đại đi mà để ổng điện, mà không biết ổng có điện không à. Hôm trước nay thì cái vấn đề điện lạ lạ chưa có thấy, nhưng mà nói chung cái thuốc này đó, mình thuốc nam thì hiện nay cái bài thuốc tiểu đường nó đang thịnh hành cũng mạnh. Là vì cũng có nghe được nhiều anh em, cũng như cái ông hãng kem bên Điểm Sáng nè. Ông là không dám ăn một trái nhãn, không dám ăn trái gì hết, uống ly trà đường cũng không dám nữa. Rồi tôi gặp ổng, tôi nói thôi ông lấy của tôi chai thuốc, ông muốn thử. Rồi ông nói trời, tôi thuốc con của tôi là bác sĩ nó chích không á mà còn không hạ đó, còn thuốc nam sao chịu nổi. Rồi cái ông bạn kia ông nói ông sao nói chuyện kỳ, bây giờ ông lấy một chai ông uống đâu có tốn tiền, thì ông lấy một chai ông uống đi, nếu được thì ông uống nữa, không được thôi. Vậy thì ông lấy một chai về ông uống có 7 ngày là ông qua, ông cho hay là bệnh của ông bây giờ nó khỏe, có thể nhờ cái thuốc này ông sống thêm được vài năm. Ông nói bây giờ là không còn chích nữa rồi. Nhưng mà phải tin tưởng được chú Bảy ơi, nhiều người á, người ta không tin. Rồi cái mình giới thiệu thuốc thấy người ta bệnh tiểu đường á, hoặc là đau nhức xương khớp gì đó thôi, giờ kêu lấy thuốc uống đi mà miễn phí nha, mình không có lấy tiền, chứ mà giống như mình năn nỉ người ta đó, nhiều khi người ta cũng không chịu uống nữa. Với lại thuốc này nó do là cái nhân viên. Dạ. Vì cái nhân viên á của người đó nó hợp với mình á thì ta uống nó hết. Còn cái nhân viên không có đó, ta uống nước lớn không hết. Dạ. Thì ở đây đó, cái nhân viên mà hồi cái ngày mà mình tính là không còn sản phẩm nữa làm, chuối hết, lừ ư hết mà cũng không có tiền, thì cái lúc đó mình tính nghỉ. Thì cái ông ở dưới Phú Hưng á, cái ông này là ông làm ở trong cái nhà thuốc của Phú Hưng á, thì ông bị bệnh sỏi thận, ông ra thành phố khám thì ở ngoài nó kêu ông là 3 ngày mổ, thì ra mổ gấp. Thì ông về gặp ông bạn này, ông nói thôi ông lấy thuốc Bảy này ông uống thử coi. Rồi uống 3 ngày nó im thì khỏi mổ. Thì cái đó là cái nhân viên sao mà ông uống có 3 ngày rồi ông tiểu văng ra. Văng ra rồi ông mới hỏi gì chứ thuốc đó làm bằng cái gì cái gì. Tôi cũng nói y vậy đó, tôi nói giờ làm bằng chuối hột rừng với lại lừ ư với rau mèo đó. Thì mình làm là tán ra rồi mình làm viên lợi uống vậy đó, nếu có hạp nhân viên thì uống hết. Như vậy thì ông mới lên núi ông kiếm cho là 400 kg chú tư á. Về để phơi ra làm nấu theo đó, chứ còn tính lúc đó hết sản phẩm thì mình đâu có đi kiếm được. Thì chắc là nếu không có ai tiếp hết thì mình phải nghỉ. Thì bây giờ mình cứ nguyện với lòng cũng vậy, nếu có nhân viên thì có anh em mà tiếp giúp nhau á, để mình có cái phương tiện để làm đó, để cứu độ cho chúng sanh, để giúp đỡ cho đồng bào. Còn nếu chừng nào mà khả năng không có nữa thì nghỉ. Rồi cái chuyện đó không có gì hết. Tại vì mình cũng không phải làm lợi danh hay là làm gì. Nếu có làm thì để cho, giúp đỡ cho đồng bào đỡ cái khổ thôi. Còn nếu không có thì thôi, bây giờ đành phải chịu cái nhân lực nó phải vậy rồi. Nếu mình cần uống thuốc mà trị bệnh là mình có cần uống đúng cử, đúng liều gì không chú ơi? Cái thuốc này thì nói chung á, mình uống nó tùy theo. Thí dụ như bây giờ cái sỏi nhỏ đó ha, chừng 3 ly, 4 ly đó, hừng sáng sớm đó, mình chưa ăn gì hết, mình uống vô. Uống vô rồi uống nước vô còn khoảng nửa lít nước vậy đó, rồi mình đi tập thể dục. Thì trong vòng chừng khoảng 7-8 ngày nó hết à, nó tan tan hết. Cái đó là có cái rảnh rang nha. Rồi uống, trưa chiều có uống không? Giác trưa cũng được uống, rồi tối mình uống nữa. Ngày 3 lần. Nhưng mà nếu đặc biệt mà sáng mà uống rồi đi tập thể dục sớm thì cái đó nó mau. Hiệu quả nhất ha. Hiệu quả nhất. Cái đó là những cái bệnh nhân mà người ta uống á, rồi khi kết quả người ta báo lại cho mình biết. Nó là vậy đó. Rồi đau nhức xương khớp làm sao? Đau nhức xương khớp thì tất cả các cái bệnh mà những người mà bị đau nhức xương khớp ở đầu gối, ở lưng. Những cái khi mà đau đó, khi mình đã phát hiện đau nhiều, hay là còn cái tay mà nó đau nhức mà dở không lên á, thì lúc đó mình uống vô thì thấy mới có cái sự kết quả.
vì cũng có như mấy anh ở Hiệp Sương là mấy anh lên vừa qua đang cho 6.000 cái chai đó. Dạ. Thì anh nói nếu không có nhờ thuốc này chắc tôi sụi. Nói sao nói cái tay sáng ra là dở lên mắt đỡ, lấy cái tay này đỡ tay kia chứ không dở lên đâu không chịu nổi. Nhưng mà hôm nay anh uống cũng khoảng 5-6 chai. 5-6 chai thì anh nói giờ êm rồi, hết rồi. Thì cái chuyện đó mình làm ra thì mình theo dõi của bệnh nhân mình biết vậy thôi chứ còn không phải mỗi người mua hết. Nhưng mà cái nhân viên có thì hợp với nhau thì có thể nó vậy thôi. Anh ấy chích thuốc một mũi gì là 170.000. 170.000 một mũi mà không hết. Dạ. Rồi giờ uống có mấy chai thuốc này giờ làm này làm kia được rồi. Rồi giờ cũng như hội với nhau. Rồi lên đây chơi nè mới hỏi rồi tôi nói giờ chai giờ sắp hết. Rồi hết chai thì tôi phải làm lại bọc. Mà vô bọc thì thuốc nó không tốt. Dạ. Giờ nói chai thì sao? Chai mua 500 đồng chai. Rồi mấy anh nói thôi để tôi đi mua cho. Phải là đặt mua giùm cho đó là 6.000 cái chai. Rồi mới chở lên đó, bây giờ mới chở lên mấy này. Cũng thuốc đau nhất là cũng ngày 3 cử thôi chú ơi. Thì ngày uống 2 cử cũng được, 3 cử cũng được. Dạ. Vậy đó. Còn thuốc tiểu đường là uống trước ăn sau ăn gì không? Tiểu đường thì ăn rồi mới uống. Dạ, no thì mới uống nè. Ăn rồi ăn bất cứ ăn cái gì. Dạ. Ví dụ mình ăn mít, ăn xài, ăn ổi, ăn là uống trà đường, ăn bánh ngọt. Thì thuốc của bác sĩ thì nó không cho ăn. Dạ. Phải cử mấy cái đó, còn mình ở đây đó thì mình ăn rồi mình được uống. Đó thí dụ cái này là bởi vì cái phần kinh nghiệm của gia đình mình. Dạ. Cũng như tôi ngồi đây thì mỗi một ngày tiếp khách đó tôi phải uống từ 2 ly, 3 ly trà đường. Nhưng mà tôi thấy có hiện tượng thì tôi vô tôi uống một nắm, còn không có thôi. Dạ. Đó rồi còn ăn mít, ăn nhãn, ăn xài chín, ăn đu đủ gì vân vân. Thì mình có ngần ngại mình sợ đó. Thì mình ăn xong rồi mình vô mình uống cũng như là muốn. Dạ. Thì cứ y vậy đó, ăn cơm rồi thì mình cũng uống vậy. Ăn bao nhiêu cơm cũng được hết. Chứ không có cử như bác sĩ nói. Muỗng là muỗng cà phê ha, muỗng là một muỗng ăn canh á. Muỗng canh ha. Hoặc là chút ra một bụm được không? À không, bụm thì gọn gọn. Gọn gọn ít ít vậy đó. Dạ. Thường thường uống thuốc là con chút ra gọn gọn rồi bỏ vô họng là nước vô là uống độ luôn. Độ chừng muỗng vậy chứ còn nói dạ. Mình đâu có lường. Dạ. Thì theo mình nói đó, cái gì không biết ha. Những người mà có cái bệnh tiểu đường. Dạ. Mà nếu đã theo dõi thì bảo đảm trong vòng 3 ngày. Ví dụ như vậy. Cái người bị tiểu đường là tiểu nó không khai. Dạ. Tiểu không có khai là lên đường khoảng từ 200 mấy đó. Mà thuốc của bác sĩ chích không có xuống được rồi đấy là nó tiểu không có khai đâu. Tiểu đường là nước tiểu không có mùi hôi. À không có mùi hôi. Dạ. Nhưng mà uống trong vòng 3 ngày thì tiểu nó trở lại cái mùi khai liền. Dạ. Là cái chuyện đó là cái các bệnh nhân đã nói đó. Dạ. Báo cho mình biết là nó là vậy. Thì mình mới có cái sự để ý. Thì là để ý là nó rõ ràng vậy đó. Ví dụ như cái lúc mà mình lên chừng 100 mấy, 200 rồi đó là nước tiểu nó không khai, bị rồi nó ngọt. Dạ. Rồi tới chừng mình uống vô chừng một bữa với hai cái là nước tiểu mình nó bình thường trở lại là nó bắt đầu khai. Mình uống này kèm với thuốc bác sĩ là đường nó hạ xuống ha. Nó không kèm. Ví dụ uống thuốc bác sĩ trước. Dạ. Hay hoặc uống thuốc bác sĩ sau. Thì cách mấy tiếng vậy? Cách chừng tiếng hay tiếng hồ vậy đó. Dạ. Là mình được uống nhau. Bởi vì thuốc dạ. bác sĩ không phải là thuốc đường không. Dạ. Ví dụ như người ta bị như là tim mạch nè, rồi bị gan nè, bị thận nè, rồi bị tiểu đường, bị cao huyết áp gì đó, bác sĩ nó để nguyên một loạt thuốc. Thành ra bây giờ mình cộng vô cái này nữa không được. Dạ. Thì bây giờ mình uống rời ra. Bây giờ cái đó là uống phải trước hay hoặc là uống sau. Còn cái này thì giờ đặc biệt nhất là ăn rồi, ăn cơm rồi một lát sau uống. Hay hoặc là ăn mít, ăn rồi lát sau uống. Ăn xài, ăn ổi, ăn đồ ngọt thì dạ. lát sau mình uống là bảo đảm là không lên. Cái đó là như tôi một năm mấy nay tôi đâu có lên đường lên gì đâu. Bác sĩ khám hàng tháng là nó đã bình, đường bình rồi, không có lên. Đường ổn ha, không có lên. Không có lên xuống gì hết. Dạ. Thì nó nằm cái dạng khoảng 95-100, 95-100 nó nằm ở đó. Thì tôi hỏi vậy chứ theo bác sĩ mình
bình như vậy mà mình nghĩ uống thuốc được không? Bác sĩ nói không, cái đường thì nó hết, nó bình, nhưng mà có khi mình không uống thuốc cái nó nhảy lên, cho nên mình uống mà nó không có bị tác hại thì cứ uống lai rai cho nó cầm chừng, để mình giữ cái độ cho nó đừng có lên. Giờ hỏi gì chứ, hết, nó có hết luôn không? Nó đường cho mình hết nó cũng chết nữa. Bởi vì đường cho mình nó có cái mức độ cho phép từ 120 đến 80. Mà nếu dưới 80 rồi là mình nó bị tụ đường. Cũng không được. Không được. Cho nên là nếu uống thuốc mà bình đường, nó bình được, không lên không xuống là vậy là tốt. Đó là lời bác sĩ nó trao đổi mình, nó nói vậy. Mà thuốc này mình uống nhiều quá là nó có xuống dưới không? Hồi trước giờ thì chưa nghe. Chưa thấy ha. Chưa thấy bệnh nào nói vậy. Dạ. Nhưng mà bởi vì mình dặn người ta là không được uống trước ăn cơm. Dạ. Tự nhiên bây giờ cái sáng sớm mà chưa ăn cơm đó mà uống thuốc tiểu đường không được, bởi vì lúc đó đường của mình đó là nó yếu. Dạ. Trong đó nó cái cơ thể mình nó yếu, uống thuốc tiểu đường vô cái nó hạ đường. Cho nên mình ăn cơm vô là đường nó tăng. Ăn cơm nhiều đó. Dạ. Đường tăng. Hay hoặc là ăn đồ ngọt đường nó tăng. Mình dập nó vô là nó bình lại, giữ bình ổn, nó là có vậy đó. Dạ. Thì hôm nay thì đến hỏi thăm chú Bảy, nghe chú Bảy nói là mua lừa ư mà cũng còn thiếu tiền đó. Nhưng mà quỹ của con thì nó cũng không có nhiều, cho nên là hôm trước là nói với chú Bảy là hỗ trợ 3 triệu, sức quỹ ra hỗ trợ 3 triệu với lại một cái cây băng keo để mình dán vô chai thuốc á. Thì hôm nay nghe nói thiếu nhiều quá rồi, thôi bây giờ mình tăng lên 1 triệu đi, mình chơi luôn quỷ thì nó cũng không có nhiều, nhưng mà thôi 4 triệu đi. Còn cái phần thiếu thì từ từ mình vận động thêm. Nghe chưa vậy? Thì ở đây á, cũng nói thiệt với anh em mình, vì với tất cả bà con, ví dụ như cái việc làm ở đây tôi làm đó, thì cũng không có mộng gì cho nó quá, là cho nó cao. Thì chỉ cần làm sao có đủ tiền để mình làm thôi. Thì là như ở trong cái cuộn này, năm nay ví dụ mình giúp như đây thì 4 triệu thì mua đợt lừa ư này đó, có thể là tới khoảng tháng 5 năm sau, hay tháng 6, tháng 7 gì năm sau mới có mua nữa. Nó lâu vậy đó. Mà sợ biết đâu mai mốt xin nhiều nữa, nó mau hết nữa. Thành ra cái chuyện đó là mình làm ra tới đó đó, bởi vì mua 60 kg, cái dự trù là làm tới qua năm. Dạ. Đó là vậy. Chứ còn năm nay thì là có đầy đủ rồi đó, vậy là đầy đủ rồi. Vậy con gửi 4 triệu thôi chú Bảy. Gửi chú Bảy 4 triệu. Ở đây cũng nói chung nhận tiền thì cũng gửi lời cảm ơn tất cả toàn thể cô bác anh chị em Mạnh Thường Quân. Với lại gửi lời cảm ơn chú Thiếm. Dạ. Để giúp cho cái công cuộc làm từ thiện xã hội của cái cơ sở Thuốc Nam của mình đây. Dạ. Nếu được có được đồng tiền về thì mình cố gắng làm để rồi năng nổ làm cho nhiều hơn và làm tốt hơn. Một lần nữa xin thành thật cảm ơn tất cả toàn thể cô bác anh chị em mình. Dạ. Tất cả chư quý đồng đạo. A Di Đà Phật. Dạ. Thêm bảy cái cây bằng keo đâu thêm bảy được. Như là cho con coi mới lừa ư ơi. Cho bà con coi coi lừa ư nó là sao để em thôi, nhiều khi nói lừa ư mà ta cũng không biết. Xương lấy dữ. Đây là cây băng keo nè mọi người. Xương hút lại. Cây băng keo này là để dán nhãn á, dán vô chai thuốc là thuốc tên gì á, để cho khi mình nhìn vô chai mình dễ biết á. Như là hướng dẫn cách uống. Cái này là trong cái chai thuốc. Cây băng keo 200 gia, một cây là 6 cuồng. Một cây này dán được cỡ nhiều chai chú Bảy? Một cây băng keo này theo mình biết là nó dán chắc cỡ khoảng 2.000, cỡ khoảng 10.000 chai. Cỡ 10.000 chai ha. 10.000 chai. Bây giờ đợt rồi hai cây mà mình dán được 20.000. Dạ. Rồi chú Bảy thì ngoài thuốc đau nhức xương khớp thì còn có tiểu đường nè, rồi bao tử nè, rồi sỏi thận nè. Sỏi thận. Rồi bà con nào mà có bệnh liên quan tới những thuốc đó thì có thể liên hệ để mình thỉnh về mình uống nha mọi người. Ví dụ mình khi mua hàng á mà mình cần có thuốc á thì liên hệ để mình gửi chung với hàng luôn, mình khỏi tốn tiền. Còn anh em nào mà lấy thuốc không á, nếu lấy thuốc không thì mình phải tốn phí ship,
phải tốn phí ship 30.000, còn mình không có, mình mua hàng thì mình kèm theo thì khỏi tốn. Đây là mọi người lừa ư nè, nè à, cái này là mình mua lừa ư giạt đó nha, còn lừa ư mà xịn nó mắc tiền dữ lắm, 620.000 ký, còn này là 250. Mình chỉ mua loại thường là người ta đã lựa những cái trái bự ra hết rồi, trái to ra hết rồi, còn này là trái nhỏ. Mình mua về xong là mình tán ra thành bột, rồi trộn với những cái thứ khác để mà mình, những cái dược liệu khác nữa thì mình mới thành thuốc được nha mọi người. Nè, thuốc nè, vô đây, chai như thế đây này. Đây là cái chai để mình dán vậy đó. Nó gì? Nè, chai tiểu đường nè, có dán nhãn đây nè. Còn này cũng tiểu đường. Này bao tử. Màu nó hơi khác. Bao tử nghệ. À, cái đó bao tử nghệ nó hơi khác một chút, màu nó hơi khác một chút. À, bao tử, sỏi thận thì đựng cái chai khác. À, để cho dễ phân biệt ha. Này chai vuông. Chai vuông. Sỏi thận. Rồi tiểu đường, nó còn một cái loại đau nhức xương khớp nữa. Đau nhức xương khớp đó. Dạ. Còn loại đau nhức xương khớp lấy trong tủ đó. Nó làm ở đây thì làm có 4 thứ à, nhưng mà vậy đó, nó cứ chuyền làm thứ này thì bữa nay là làm tiểu đường, mà phơi bữa nay với ngày mai có đầu vô chai thì bắt đầu làm trở lại đau nhức xương khớp, rồi đau nhức xương khớp xong rồi cái làm sỏi thận, rồi sỏi thận xong rồi thì tới bao tử, cứ chuyền nhau vậy đó mà. Làm có chú Bảy với thím Bảy có hai người mà lớn tuổi mà quay quần với mấy cái này hoài là tối ngày đâu có ở không đâu. Lớn thì, tuổi thì mình tính ra lớn tuổi không có làm gì đó. Cho nên mình làm để làm thuốc để cho bà con mình uống để bớt cái sự đau khổ. Thì trong cái lúc đó là cái niềm vui của mình. Nói là vậy đó. Cái quy trình làm thuốc sao chú Bảy? Đi xay bột rồi tiếp theo mình làm gì nữa? Bây giờ ở đây đó mình phải đi xin tất cả các cái vị thuốc, đó, rồi xin vị thuốc xong rồi đàng hoàng mình hậu lợi mình mới đem qua chở qua mình tới mình Phú Lâm đó. Hồi trước thì xây mấy nhà nó quá ít, cái máy của mình nó nhỏ, nó có 5 ngựa à, xây một ngày nó có 20 ký thuốc à, rồi bây giờ phải qua bên kia mượn nhờ người ta xây một lần như vậy là 2 thứ thuốc mình đem theo đó mình xây khoảng 400 ký. 400-500 ký vậy đó thì xây đợt rồi cái bắt đầu cái mình hết cái đợt đó cái mình qua xây đợt khác thì xây đợt cỡ khoảng 300-400 ký là xây rồi đem thành bột rồi về đây mới để vô máy mình chạy vô đi thành viên. Thành viên xong rồi đó thì bắt đầu mới đem ra phơi đậu đây ra ngoài đó chắc cỡ khoảng 100 thước mình phơi nhờ của đất người ta chứ mình không có nhà nữa. Rồi nhờ cái sân ngoài đó phơi sơn xong rồi đó mình mới đem vô đây mình vô chai thì dán nhãn. Thì vô chai thì cũng bả xúc vô chai tôi với dán nắp phụ nhau. Dán nắp xong rồi thì bắt đầu dán nhãn thì nó ngay mình không thấy việc làm đó là bả làm không à. Chứ không thấy đường thì sao dán. Không có làm mấy đó được đâu. Chỉ dán nắp thì mò còn dán được chứ. Dán nắp được vậy đó. Thì làm sao để mình có cái niềm vui để vậy thôi chứ còn sự thật thì cái làm cũng như làm ráng của người ta thôi. Thì hôm nay thì thôi đến đây quay để mà hỗ trợ chú Bảy sức từ cái nguồn kinh phí quỹ lá lành đùm lá rách ra để mà mua dược liệu để làm thuốc phụ một phần thôi chứ không có đủ nha mọi người. Thì anh em nào có những cái bệnh mà y như vậy đó thì có thể liên hệ với mình thì mình sẽ gửi qua đường bưu điện. Anh em nào có mua hàng thì mình gửi chung với hàng thì không có tốn tiền ship. Còn mà chỉ thỉnh thuốc không thì phải tốn 30.000 tiền phí vận chuyển của bưu điện. Còn bình thường thì mua hàng thì không có tốn nha mọi người. Thì anh em nào có cần thì mình có thể liên hệ để mình thỉnh thuốc. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi và ủng hộ. Thì anh em xem video thì nhớ nhấn like và chia sẻ. Thì có điều kiện thì đăng ký kênh để khi nào có gì mới thì để thông báo cho anh em nắm nha. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nha. Tạm biệt.